Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát huy vai trò của lực lượng tự vệ trong đảm bảo trật tự an toàn của công ty và khu vực. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập theo quyết định số 27 ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Tổng Công ty Phát điện 1 với chức năng, nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh điện năng, quản lý và vận hành các nhà máy nhiệt điện tại Duyên Hải, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, công trình nhiệt điện, quản lý, vận hành cảng biển, trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, v.v. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được giao quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải, cơ sở hạ tầng và trạm nước thô. Tổng công suất của các nhà máy do công ty quản lý là 3.178 MW. Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban giám đốc công ty cũng nhận thức được rằng xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ tính mạng của nhân viên và tài sản của doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị địa bàn, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương. Xuất phát từ yêu cầu trên, Ban Chỉ huy quân sự Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập ngày 20 tháng 11 năm 2015 theo quyết định số 1928 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh. Để xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan vững mạnh, Ban Chỉ huy quân sự công ty đã rà soát, bổ sung lực lượng một cách hợp lý, bảo đảm ở tất cả các bộ phận, phân xưởng đều có cán bộ, chiến sĩ tự vệ, làm nòng cốt thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương. Quá trình tuyển chọn lực lượng, chỉ huy đơn vị đặc biệt chú ý đến lý lịch, sức khỏe mọi cán bộ chiến sĩ nhằm phát huy tốt năng lực, sở trường từng người. Thường xuyên rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan để trình chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã phê duyệt. Ngày 25 tháng 11 năm 2016, được chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Duyên Hải quyết định thành lập trung đội tự vệ cơ quan thuộc Ban Chỉ huy quân sự Công ty Nhiệt điện Duyên Hải gồm 28 đồng chí. Ngày 16 tháng 12 năm 2016, được chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh quyết định thành lập trung đội tự vệ súng máy phòng không 12.7mm Công ty Nhiệt điện Duyên Hải gồm 31 đồng chí. Ban Chỉ huy quân sự Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thường xuyên rà soát và kiện toàn lực lượng của hai trung đội tự vệ, rà soát niên hạn phục vụ của lực lượng tự vệ, đề xuất lên cấp có thẩm quyền của công ty ra quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia tự vệ cơ quan cho 40 đồng chí và kết nạp mới 40 đồng chí tham gia tự vệ cơ quan thuộc Ban Chỉ huy quân sự công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự công ty là 59 đồng chí, chiếm 5,17% trên tổng số cán bộ công nhân viên trong độ tuổi tự vệ. Trong quá trình xây dựng và hoạt động, Ban Chỉ huy quân sự công ty đã triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hướng dẫn về công tác quốc phòng, quân sự cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty như Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các nghị định thông tư hướng dẫn về công tác quốc phòng quân sự, đã tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, kiên định nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ban Chỉ huy quân sự công ty đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Duyên Hải xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ công ty, kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Ban Chỉ huy quân sự công ty, kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ, luân chuyển và phát triển mới lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 cho cán bộ công nhân viên công ty. Tham dự gồm 144 cán bộ công nhân viên thuộc Ban Chỉ huy quân sự công ty, trưởng phó các phòng phân xưởng, chiến sĩ thuộc hai trung đội tự vệ, hai chi hội cựu chiến binh và cán bộ công nhân viên là đảng viên. Công ty đã xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trung tâm điện lực Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. Quy chế phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Và quy chế phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Dân Thành trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực trung tâm điện lực Duyên Hải. Thực hiện các quy chế phối hợp trên, Ban Chỉ huy quân sự công ty đã phân công lực lượng tự vệ cơ quan trực tại các vị trí trọng yếu của nhà máy vào các ngày lễ Tết, phối hợp bảo vệ nội bộ, công an, đồn biên phòng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và tài sản công ty. Kết quả tình hình an ninh trật tự và tài sản công ty đảm bảo an toàn. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đều xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quốc phòng quân sự của cơ quan, trong đó công tác huấn luyện tự vệ cơ quan luôn chấp hành theo kế hoạch huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự thị xã. 5 năm qua, Ban Chỉ huy quân sự công ty đã cử 103 đồng chí là lực lượng tự vệ cơ quan thuộc Ban Chỉ huy quân sự công ty tham gia huấn luyện theo kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Duyên Hải, đạt 100% chỉ tiêu, được Ban Chỉ huy quân sự thị xã đánh giá cao.
đồng thời tích cực tham mưu cho ban giám đốc công ty, phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thị xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 91 cán bộ công nhân viên bằng nguồn kinh phí của công ty với tổng số tiền 84,255 triệu đồng. Đến nay, đối tượng 4 đã bồi dưỡng 96 trên 116 đồng chí, chiếm 82,75%. Đối tượng 3 đã bồi dưỡng 18 trên 42 đồng chí, chiếm 42,85%. Trong thời gian tới, tiếp tục cập nhật danh sách cán bộ công nhân viên thuộc đối tượng 3-4 chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, gửi Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh, thị xã xem xét bồi dưỡng đầy đủ theo quy định. Công ty được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành của địa phương, thì đặc biệt sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Trong Ban Chỉ huy công ty không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao cái khả năng quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo các có hiệu quả trong công tác quốc phòng quân sự của công ty. Thì nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương về công tác quốc phòng quân sự, thì phân công lực lượng tự vệ tuần tra về phối hợp theo kế hoạch, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã để tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng cái kiến thức về quốc phòng an ninh cho lực lượng tự vệ và cán bộ trong công ty. Thì từ đó nhận thức được cái ý thức trách nhiệm của lực lượng tự vệ và cán bộ công viên, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng quân sự và đặc biệt là đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn tài sản của công ty và cũng như trong khu vực. Nhờ làm tốt công tác quốc phòng quân sự với những kết quả đạt được từ năm 2019 đến nay, Ban Chỉ huy quân sự công ty nhiệt điện Duyên Hải được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến và Ban Chỉ huy quân sự thị xã Duyên Hải tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Có 8 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng. Thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự nhiệt điện Duyên Hải sẽ tham mưu cho lãnh đạo công ty tiếp tục cập nhật và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hướng dẫn của cơ quan quân sự có thẩm quyền về công tác quốc phòng quân sự cho toàn thể cán bộ công nhân viên nắm để nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quốc phòng quân sự. Tiếp tục tham mưu phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo chức trách nhiệm vụ của công ty. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an, đồn biên phòng và cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, tham gia phòng chống các hậu quả thiên tai, dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trong khu vực trung tâm điện lực Duyên Hải.